Xin chào tất cả các bạn. Tôi là giảng viên tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được chia sẻ cho các bạn một khóa học vô cùng tuyệt vời, đó chính là khóa học thực hành kế toán sản xuất, một loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay. Trước khi đi vào nội dung cụ thể thì tôi có thể khẳng định và chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế tôi thường xuyên làm việc với các đoàn thanh tra thuế của công ty sản xuất. Vậy theo các bạn, điểm mấu chốt mà đoàn thanh tra thuế sẽ kiểm tra tại công ty sản xuất đó là gì? Và cái điểm khó khăn nhất khi các bạn giải trình đó là gì? Phải chăng đó là giải trình về xoay quanh các vấn đề liên quan đến giá thành? Theo kinh nghiệm của tôi đã từng quyết toán rất nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội cũng như là các tỉnh lân cận thì tôi khẳng định đó là đúng. Vì đối với một doanh nghiệp sản xuất, khi quyết toán thuế sẽ xoay quanh nội dung liên quan đến giá thành. Và một sản phẩm để tạo ra giá thành thì yếu tố cơ bản nhất đó là nguyên vật liệu cộng với nhân công, cộng với chi phí khấu hao máy móc và cộng với chi phí phân bổ công cụ dụng cụ. Ví dụ như một công ty sản xuất về quần áo thì tài sản cố định chính là các cái nhà xưởng, còn công cụ dụng cụ chính là các cái máy may, máy khâu. Và nguyên vật liệu chính ở đây chính là các sản phẩm vải vóc để tạo ra thành phẩm đó là quần áo. Hoặc ví dụ thứ hai, đối với một công ty về sản xuất cơ khí thì nguyên vật liệu chính chính là nhôm, kính và sắt thép. Máy móc, tài sản cố định chính là các máy hàn, máy cưa, máy cắt. Công cụ dụng cụ có thể là những cái chi tiết công cụ nhỏ như là búa, kìm. Vậy khi cơ quan thuế vào quyết toán doanh nghiệp của các bạn thì cơ quan thuế xoay quanh các vấn đề liên quan đến giá thành. Và cụ thể như sau. Thứ nhất đó là định mức của nguyên vật liệu. Tại sao vậy các bạn nhỉ? Và những doanh nghiệp không thể nào xây dựng được định mức cụ thể trên từng sản phẩm thì phải làm như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong nội dung của khóa học này. Và đối với những doanh nghiệp xây dựng được định mức nguyên vật liệu là những doanh nghiệp như thế nào? Cụ thể đối với các doanh nghiệp xây dựng được định mức nguyên vật liệu như là các công ty có phương pháp tính giá thành sản xuất liên tục hoặc theo đơn hàng, tức là những doanh nghiệp mà chúng ta sẽ xây dựng được định mức nguyên vật liệu. Đây chính là các doanh nghiệp có số lượng thành phẩm sản xuất ra ít và có khối lượng lớn thì chúng ta sẽ áp dụng theo phương pháp sản xuất giản đơn và liên tục hoặc là theo đơn hàng. Và những doanh nghiệp không thể xây dựng được định mức vật tư, có nghĩa là các mã sản phẩm rất nhiều và có tỷ lệ khác nhau. Ví dụ như quy định thành phẩm A thì có quy cách sản phẩm khác với thành phẩm B và theo kích cỡ và theo màu sắc khác nhau. Do đó các bạn sẽ không thể nào xây dựng được định mức cho từng sản phẩm một. Ví dụ như là công ty sản xuất in ấn, mỗi một đơn hàng các khách hàng lại yêu cầu một kích cỡ khác nhau. Do đó các bạn có thể sẽ không thể nào xây dựng định mức thì các bạn sẽ phải làm theo phương pháp khác với phương pháp liên tục giản đơn và phương pháp đơn hàng. Cũng có thể chúng ta sẽ xây dựng theo phương pháp sản xuất hệ số tỷ lệ. Và đối với những công ty xây dựng được định mức thì các bạn làm thế nào? Sau khi điều kiện là chúng ta sẽ phải khai báo được thông tin của vật tư và thông tin của thành phẩm ở trên đây thì chúng ta sẽ khai báo được các vấn đề liên quan đến xây dựng định mức nguyên vật liệu. Thứ hai đó là về chi phí tiền lương. Tại sao phần tiền lương lại bị xuất toán và làm thế nào để hạn chế được chi phí này khi xuất toán hả các bạn? Vì tiền lương là một khoản không hề nhỏ trong một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất. Và chỉ cần một vấn đề sai nhỏ thôi mà tự nhiên chúng ta lại bị loại trừ và sẽ bị xuất toán một khoản chi phí như vậy thì rất là đáng phí. Tôi lấy ví dụ như sau. Trong bảng lương nhân công trực tiếp của các bạn có tiền ăn ca, nhưng trong quy chế lương bạn lại không nêu ra hoặc là nêu ra hỗ trợ tiền ăn ca ở mức lương tối đa hiện tại là 730.000 chẳng hạn. Nhưng mặt khác trong bảng lương thì các bạn lại ghi là nhân công trực tiếp, trong khi đó trong quy chế lương các bạn lại ghi là nhân công gián tiếp. Và chỉ cần sai một chữ thôi ở trong quy chế lương so với bảng lương thì chúng ta cũng đã bị xuất toán ngay phần chi phí tiền lương rồi. Và để kiểm tra được phần lương thì các bạn có thể vào bảng cân đối số phát sinh mà các bạn đã lập tại thời điểm mà chúng ta làm báo cáo để chúng ta sẽ kiểm tra ra được là tiền lương của chúng ta một năm bao nhiêu tương ứng với doanh thu và tương ứng với giá thành bằng cách chúng ta sẽ vào bảng cân đối số phát sinh.
Và như vậy giải đáp tình huống ở đây để cứu vớt được chi phí ăn ca là như thế nào? Trong khóa học này chúng ta cũng sẽ được tư vấn. Ngoài chi phí vật tư, chi phí nhân công thì chúng ta còn có các cái vấn đề như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ. Và không phải tài sản cố định nào, công cụ dụng cụ nào chúng ta cũng phân bổ vào một phòng ban, có thể một công cụ hoặc một tài sản chúng ta phân bổ cho nhiều phòng ban, thì cách xử lý cũng sẽ có trong nội dung của khóa học này. Và một thực trạng thường xuyên xảy ra đó là trước khi quyết toán thuế thì các bạn rất là lo lắng. Với kinh nghiệm giảng dạy rất nhiều năm tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng thì tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của học viên: chị ơi, em sắp quyết toán thuế rồi, bây giờ phải làm như thế nào? Và để tránh được cái tình trạng lo lắng hoang mang thì các bạn cần phải chuẩn bị những gì trước khi quyết toán thuế? Tại sao chúng ta lại không lập báo cáo tài chính đúng đủ và lập hồ sơ sổ sách? Các bạn không cố gắng hoàn thiện một cách chu đáo nhất trước khi quyết toán thuế? Và đối với công ty sản xuất cũng không phải là một ngoại lệ. Và đặc biệt hơn là công ty sản xuất thì sẽ quyết toán khó hơn các công ty thương mại dịch vụ đơn thuần khác. Vậy thì trong nội dung khóa học này, Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn thực hiện điều đó bằng cách như sau. Về hình thức học, Trung tâm Kế toán Việt Hưng chuyên đào tạo về kế toán online. Và điều kiện để học kế toán online thì rất là dễ dàng các bạn ạ. Các bạn chỉ cần có một cái máy tính kết nối mạng Internet. Điều thứ hai là các bạn chỉ cần cài đặt cho tôi một phần mềm UltraView. Đây là giao diện của phần mềm UltraView. Sau khi chúng ta đã cài đặt được phần mềm UltraView thì các công việc còn lại là Trung tâm Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Và nó rất là đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho các bạn học viên vì hình thức là một kèm một, một giáo viên kèm một học viên. Chính vì thế nội dung học là thực sự là liên tục, không bị ngắt quãng. Do đó, các bạn sẽ học tới khi nào có kết quả, lên được báo cáo tài chính, kiểm tra được các chỉ tiêu ở trên báo cáo tài chính đúng hay sai, cách xử lý ra sao, thì lúc đó khóa học mới kết thúc. Để truy cập vào giáo trình của Kế toán Việt Hưng thì chúng ta cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ vào website có tên là lớphoc.lamketoan.vn. Và trên website này, sau khi chúng ta đăng ký học thì các bạn sẽ được cấp quyền và các bạn vào đăng nhập tên, mật khẩu, ghi nhớ tài khoản, các bạn đăng nhập vào đây. Và các bạn sẽ chọn khóa học liên quan đến nội dung đăng ký của các bạn. Ví dụ như tôi đang hướng dẫn cho các bạn về khóa học về kế toán sản xuất thì chúng ta sẽ chọn tương ứng với nội dung đó. Và bên Trung tâm Việt Hưng có rất nhiều khóa học liên quan đến chuyên ngành nâng cao để phục vụ cho quá trình học tập của các bạn. Và đây là chương trình học của khóa học kế toán sản xuất. Và hiện tại có rất nhiều học viên đang truy cập ở trên giáo trình sản xuất này. Và chúng ta có thể kiểm tra danh sách ở đây, là các bạn sẽ nhìn thấy các bạn học viên cùng học với các bạn. Trong tất cả các buổi học ở đây thì sẽ có các buổi liên quan đến buổi 1 là hướng dẫn chung cài đặt phần mềm. Buổi 2 là liên quan đến số dư đầu kỳ. Tiếp theo đó là các buổi liên quan đến nhập trong kỳ và các buổi cân đối lên báo cáo tài chính cuối năm. Trong các nội dung học này thì giáo viên của các bạn sẽ đi từng nội dung một. Hôm nay các bạn bận thì các bạn sẽ học vào buổi sau để tiếp tục chương trình học cho được hoàn thành tốt đẹp nhất. Và cuối cùng, tôi rất vui khi được hướng dẫn giới thiệu về chương trình học online tại Trung tâm Việt Hưng. Và thực sự nó rất đơn giản với điều kiện máy tính có kết nối Internet như hiện nay và công nghệ 4.0. Và ngoài ra, tôi khẳng định tại sao các bạn lại chọn Trung tâm Kế toán Việt Hưng để học, bởi vì giảng viên ở Trung tâm Kế toán Việt Hưng là những người có kinh nghiệm ít nhất từ 5 năm trở lên. Và giáo trình của chúng tôi thì luôn luôn được thay đổi theo luật kế toán hiện hành. Hóa đơn chứng từ thì rất là rõ ràng và đó là chứng từ thật, không phải là photocopy. Và giáo trình online, nội dung khóa học, tài liệu, video hỗ trợ được cập nhật liên tục từng ngày theo luật thuế mới. Và ngoài ra, một điểm rất là làm học viên hài lòng đó chính là sự hỗ trợ trong và sau khóa học cực nhanh qua Zalo, điện thoại cũng như là Facebook và Skype hay là email. Tức là lúc nào các bạn đang làm việc mà các bạn cảm thấy khó khăn thì các bạn có thể hỏi ngay cô giáo của các bạn và sẽ được giải đáp trong thời gian ngắn nhất. Và về nội dung của khóa học thì chúng ta sẽ tham khảo thêm ở bài viết của khóa học thực hành kế toán sản xuất này.
Chúc các bạn luôn luôn thành công trong công việc kế toán của mình. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.